biến chứng bàn chân ở người bệnh tiểu đường, mọi người không nên chủ quan nhé. Theo Hiệp hội Đái tháo đường của Mỹ ADA, có đến từ 19 đến 34% người bệnh tiểu đường có nguy cơ bị mắc biến chứng bàn chân, cụ thể là loét bàn chân trong đời. Và đặc biệt hơn nữa, tỷ lệ cắt cụt chi ở suốt đời chiếm đến khoảng 20%. Và các biến chứng bàn chân ở người tiểu đường diễn biến phức tạp và chủ yếu chia thành các loại như sau. Thứ nhất là loét dây thần kinh, thường liên quan đến tổn thương thần kinh ngoại biên. Người bệnh bị rối loạn cảm giác dẫn đến không cảm thấy đau hoặc là bỏng, rát hoặc bị thương ở chân nữa. Thứ hai chính là loét mạch máu, bao gồm loét tĩnh mạch và loét động mạch, và chủ yếu là do sơ vữa động mạch làm giảm lưu thông máu tới các chi. Và nếu như chúng ta không chữa trị kịp thời thì sẽ gây hoại tử và đoạn chi. Thứ ba là loét nhiễm trùng, khi người bệnh không chăm sóc vết thương cẩn thận sẽ có nguy cơ cao bị nhiễm trùng. Và lý do ở đây là vì lượng đường huyết trong cơ thể của chúng ta quá cao là điều kiện lý tưởng cho các vi khuẩn, virus phát triển. Và đây cũng chính là biến chứng nguy hiểm có thể gây đoạn chi tử vong nếu như chúng ta không xử lý kịp thời. Do vậy, tốt nhất những ai bị tiểu đường, thứ nhất, chúng ta không nên chủ quan với các vết xước, vết thương ở chân. Thứ hai, chúng ta cần chú ý trong việc chăm sóc các vết thương và vệ sinh vùng xung quanh da, tránh tạo điều kiện cho các vi khuẩn cư trú tại đây. Đặc biệt hơn nữa, đường huyết cao sẽ làm các vi khuẩn dễ sinh sôi hơn. Do đó, người bệnh tiểu đường cần kiểm soát được lượng đường huyết. Ngoài ra, để đề phòng và tránh các nguy cơ biến chứng nguy hiểm này, thì điều bạn cần làm chính là sử dụng từ 2 đến 4 viên hộ tạng đường đều đặn hàng ngày sẽ giúp hạ và ổn định chỉ số đường huyết, đặc biệt là phòng ngừa nguy cơ biến chứng về tim mạch, đột quỵ, thần kinh do đái tháo đường gây ra nhé. Hộ tạng đường với thành phần gồm có tứ quý thảo dược, bao gồm có câu kỳ tử, nhau, mạch môn, hoài sơn, kết hợp cùng với công nghệ lượng tử quan tung đã giúp tối ưu và chiết xuất được nhiều nhất, tối đa nhất các dưỡng chất từ tứ quý thảo dược này, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hộ tạng đường ngay nhé. Hộ tạng đường đã có sẵn ở trong giỏ hàng rồi, bạn hoàn toàn có thể vào ngay trong giỏ hàng để mua nha.